Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình thấy gì đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Slam Ranger nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ từ cái Odin's Otis này, để hy vọng là ta sẽ mở được cái khu vực mới bên này nha. Chúng mày bên này có rất là nhiều thứ hay ho đấy. Đây là ta chưa thể mở được. Đấy, chúng ta chưa thể mở được. À, muốn đi qua chỗ này thì chúng ta sẽ phải làm kiểu gì đây? Có lẽ nào là chúng ta phải làm nhiệm vụ của ông này ra, xong thì mình có thể được không? Mình thử xem, mình sẽ đi lấy mấy cái quả kia. Lấy full mấy quả kia là được. Ok. Cho mấy cái quả đen vào đây thì cũng sẽ được cái cây này, đúng rồi. Đấy. Kodoba gì đấy. Cái đời đi đâu đây? À, có quần len này anh em. Quần len này mang vào trong cái kia. Xong rồi nhét vào trong cái mồm của cái con tượng ấy. Bức tượng ấy nó sẽ nhả ra cái Kodaba này. Chúng ta nào. Đấy đấy. Cho vào đây, nhét vào trong cái tượng luôn. Đây là tượng của Odin Otis đứng ăn. Ơ, đừng có ăn cái cây của mình. Ăn làm cái gì? Nó nhả hết ra kìa. Bó tay luôn. Mấy cái con này rất chi là một cười, ai cho mình ăn đâu. Bay kia nhá. Nào, cho được 4 cây. Nào, let's go. Không bay được sao ấy. Không bay được. Hiện tại là không bay được anh em ạ. May mà chúng ta còn vẫn có thể về được, tại vì ta có rất nhiều năng lượng. Rồi, đi lên đây đi. Đây rất là nhiều Cyber Hunter. À, hình như sẽ mở ra cái khu vực mới là chúng ta sẽ tìm được cái Cyber nguyên chất thì phải anh em ạ. Mang mấy cái này theo nhé, đâu sẽ cần cho nào ăn đấy. Ở đây thì nó cái khu vực location nó không thể hiểu được cái khu vực này là khu vực gì, và nó sẽ không có bản đồ rõ ràng. Chúng ta cũng sẽ không có mấy con Godo đâu. Ồ, toàn Hunter vậy, toàn Cyber Hunter vậy, nhiều thế. Mình cần tìm cái cây kia thôi, còn mặc kệ bọn này, không cần quan tâm nữa. Ok, này đi hỏng anh em ạ. Bên này nó sẽ có một cái bức tượng và nó vẫn đuổi theo mình. Đi đâu đây? Một con đường bí mật à, dẫn chúng ta một cái hộp bí mật. Rồi chúng ta sẽ mở cái từ đâu rồi mày á? Xuống dưới đâu rồi? Nó chạy á, tấn công mình là không được anh em ạ. Rất vớ vẩn nhá, dám tấn công mình trong này chứ. Hay thật, không có bản đồ. Cắn mình chứ sợ thật đấy. Nó có làm gì đâu mà cắn mình, như đúng rồi luôn. Hay thật. Cho lên trên này và đi tìm thêm những cái cây kia. À, cho cần tìm thêm quận len đây rồi, quận len rồi. Cho đủ 50 quả rồi về luôn. Và để cho ông kia, đưa cho ông kia luôn. Nào, ăn một cục vàng. May bọn này nó ăn thịt thế sao ấy, Saber nó ăn thịt đúng không? Có lẽ như vậy, không ăn mấy quả đâu. Nhưng mà trông khó chịu thế nhờ, bị tấn công liên tục kìa. Có làm gì đâu chứ, mình chỉ đi lấy quả thôi mà. Tránh đường, mình cần hồi máu anh em ạ. Đây. Này, ăn đi, cho vui vẻ trở lại đi. Ở đây sẽ có một cái cửa này, đáng lẽ mình nên tạm cái cửa trước. Đi này nó sẽ dễ dàng về nhà hơn. Pogo Fruit. Có mấy quả Pogo Fruit bị hỏng hết rồi cơ. Thì dưới cả một đống à. Mang theo ít gà để cho nó ăn cho nó đỡ kiểu nổi điên đấy. Nhờ. Y hay đấy. Rồi xuống dưới toàn Cyber Rock à. Oh. Nào. Ăn đi. Đấy, nó vẫn tấn công mình em ạ. Nó ăn mấy cái kia rồi. Đừng ăn nữa. Khó chịu nha. Ôi chứ, quả chết mất. Hồi máu đó. Cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Sợ thế nhỉ. Không hề dễ dàng để có thể là trụ vững ở trong đấy đâu. Ghê vậy. Trên này có quả này. 16 quả rồi anh em. Chúng ta trở lại với cái khu vực cũ này. À,
Đấy. Bên này nó sẽ là khu vực khác và nó sẽ có một cái cánh cửa bí mật. Đấy, đi sang bên này luôn nhá. Nào, bay sang, máu mình đang hồi lại dần. Còn 89 máu kìa, bao giờ nó mới hồi đầy máu đây? Đấy, mỗi lần nó sẽ hồi khoảng 10 máu thôi. Cái loại đá này có khai thác được không ta? Không khai thác được. Thêm quả này. Đấy, cái cánh cửa này đi đâu nhỉ? Về đâu ta? Chúng ta ở tận bên ngoài rìa này. Chúng ta thử đi đâu đây nè. À, cái này về nhà. Thì ra là về nhà. Đủ 15 cái đúng không? Rồi. Đưa lại quả đây nào. Ông ta mở cửa chưa? Mình sẽ được thêm cái loại gì đây? Có được thêm đồ nữa gì không? À đây này, tiếp theo là chúng ta hình như sẽ mở được cái khu vực này thì phải. 120 quả và một cái bịch gì đó. Ờ, ông ta cho mình cái gì đấy? Tofu. Tofu là cái gì? Species tofu này. Cái này khá lạ ra. Người ta thử tìm ở trên mạng xem cái này nó là cái gì nha. Mình đang đăng cái này. Species tofu. Ok, chúng ta tìm đây. Species Slam Rancher. Chúng ta sẽ tìm theo cái Slam Rancher nhá. Slam Rancher ở đây. Và cái species tofu đây. Cái này sẽ dùng để làm gì? Và nó sẽ có một cái trang gọi là wiki, tổng hợp tất cả thông tin. Đó. Đậu phụ cay, biết nghe là đậu phụ mà. Đậu hũ cay là một loại lương thực độc đáo mà tất cả các Core là con gì? À, đánh cái chuồng đây. Mà tất cả có thể ăn. Nó không ảnh hưởng đến chất nhờn ở Slam đói ấy. Vì vậy nhiều khối đậu hũ có thể được ăn cùng Slam và sản xuất plot. Nhìn chung thì nó là đậu phụ cay thôi. Thức ăn để cho Slam ăn thôi. Đấy, mình về mình chế, mình để nhà một đống được. Nào, thì ai thích ăn đậu phụ cay nào? Mình chỉ cần 120 để mở khóa cái này ra nha. Tiếp tục là đi. Đây. Nào, ai thích ăn đậu hũ nào? Đậu hũ cay đây, đậu hũ cay đặc biệt luôn đây. Đây ở đâu? Ok. Đây đây. Chỗ này ăn được. Chỗ nào nhỉ? Đây đây. Chắc nó ăn không nhá? Nó thích ăn nhưng mà yes, đây này, mình thử mang một con ra ngoài xem nó ăn nó sẽ nhả ra bao nhiêu cái. Đậu hũ cay spicy tofu khá là hay ho nhờ. Yeah. Cái cục này mình sẽ để một cục dưới đất cho anh em xem nhá. Nó bé bé thôi, nó không quá to. À, hình mặt của ông Odin Otis này đúng không? Cái ông già kìa. Nhìn mà rất là người buồn cười á. Đây mình hút một con ra. Ăn đậu hũ không? Đậu hũ cay của Trung Quốc. Nó vẻ rất thích ăn đấy. Ngon không? Ấy chà, cho một cục có mặt vẻ tươi tỉnh này nhờ. Đó, tặng này. Đậu hũ cay à? Mình sẽ để trong này để dành nhá. Để dành nhá. Cái gì đặc biệt cho nó ăn vậy nhá. Không có chỗ nào không ấy. Chết sạch chỗ. Cho nó ăn hết đi. Đấy gì? Đậu hũ cay nào? Món đậu hũ cay đây. Hút cái này vào. Đi bán. Mosaic à? Mosaic. Q-berry. Quay trở lại kia đã. Kiếm đủ 120 cục nha. Ok. Kiếm đủ 120 cục lại phải quay trở lại rồi. À đây có 2 cục đây. 2 cục để mở ra khu đất mới anh em ạ. Quá hay. Còn 118 cục nữa nha. Bao giờ mình xong đây? Chắc là có lúc offline này mình sẽ đi kiếm đủ cái này các anh em ạ. Rồi, chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở đâu? Saber. Sau khi kiếm được khu vực mới thì nó mới mở cho chúng ta, đó chính là cái ấy cơ. Bên này sẽ là đường đi khác này. Cho cái lấy hết cái này đã. Đấy. Bình tĩnh nha các bạn trẻ. Bình tĩnh các bạn trẻ. Con này rất là nguy hiểm. Saber rất là nguy hiểm. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải ném nó đi luôn rồi. Không phải để đây được. Cái gì đây? Nó lại sản sinh ra. Không được. Saber cực kỳ nguy hiểm nha. Cái hồ răng kiếm. Nó rơi hết đây rồi. Nó rơi xuống kia anh em ạ. Hơi bị ngáo nhỉ. Cái này nó hướng thẳng ra cái chỗ khu vực bên này thì làm sao mà ấy được. Làm sao mà có thể đỡ được. Không thể đỡ được. Một cục này. Còn cục nào nữa không nhỉ?
có bao cục kìa, khá là ít, không quá nhiều. Rồi mình sẽ xuống dưới này nha. Trên kia ta vừa hút xong rồi này, dưới này có một cục. Ok, tránh đường nào các bạn trẻ. Ôi, ô, hút này vào. Ô, hút này vào. Ôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đừng còn nóng đẩy như vậy chứ. Ai làm gì như vậy đâu. Sợ quá đấy. Chúng ta sẽ mang lên. Có chỗ nào nó hướng vào phía đất hay không? Bóng tối ạ. Má ơi, hết server xong lại bóng tối ở đây. Lắm thế. Lên trên nào, Đây rồi. Đừng bắn hết. Đấy, thấy chưa? Rất là đẳng cấp luôn, mình hút sẵn luôn, khỏi cần phải chạy đâu nha. Hút sẵn luôn, không làm gì được. Cay cú nhỉ. Rồi sau này hút tiếp, hút tiếp những cái cây này. Một cái đấy nó thường cho 4 cây anh em ạ, cho 4 quả luôn. Sau này xem có không. Cố gắng đừng để chết là được nha. Chết là nó sẽ rơi ra rất là nhiều cái này và rất là... Ây da, đừng để cắn mình là được. Một quả nữa. Quá mỗi lần đi sẽ lấy khoảng 50 quả là đẹp, đúng không? Gà. Ở đây thì không có loài hai quả này. Ngon. Nó bị cắn mình, Rat. Oh man, tấn công. Nơi này không phải cho mình đâu. Má ơi. Sợ chưa? Ôi, trên này có một quả này. Để hái những quả này. Né. Sợ chưa? Má ơi. Và nó sẽ truy sát mình đấy. Truy sát đến hết mức có thể thôi. Kinh dị luôn. Chúng ta xem một cái bộ phim kinh dị. Sợ chưa? Sợ chưa anh em? Lối kia lối về nhà nhá, trên vách đá sẽ có thêm kìa. Lên được không? What the hell? Trên này sẽ có một cái cục. Mình muốn bắn nó thật nhanh đi, con Saber Footfall cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói chung bọn này cứ cắn là nguy hiểm rồi. Cứ liên quan đến Saber là rất rất nguy hiểm. Rồi dọn sạch chỗ này đã. Dọn sạch. Ai chà, lúc nãy mình còn mấy chục máu. Chạy đâu. Đã xong, đã bắt hết rồi. Và bây giờ thì lên kia lấy một cái cuộn len. Trên này có một cuộn len đấy anh em. Có cho lên được luôn à? Bó tay chấm com luôn. Từ từ thôi. Trên vách đá cũng sẽ có kìa. Trên vách đá, chỗ này có một cái cuộn len ở đây mà. Biết cuộn len đâu rồi. Mình nhớ là ở đây nó có một cuộn len. Hay mình hút xuống rồi nhỉ? Không. Thế thì mình thấy là không phải chứ. Toàn gà là gà. À đúng rồi. Vứt hết cái này đi, tại vì gà sẽ có nó làm nó hiền hơn. Nhưng nó vẫn cắn như thường. Elder Hen, con gà già này thì ai bắt mày? Bắt gà thường thôi, để cho bọn ăn kia nó kiểu là đỡ ấy, đỡ điên cuồng hơn ấy, dạng kiểu vậy. Mình nhớ rõ ràng ở đây có một cuộn len mà bây giờ không thấy đâu nữa. Thôi kệ, đi lấy đã, để tất cả đã. Đấy, đủ 50 cây đúng là một cái thứ không hề dễ dàng một chút nào luôn đấy anh em ạ. Lấy lắm gà thế. Cho ăn được bao nhiêu cây rồi? Hiện tại mình đang được có 22 cây. Tổng cộng là 22 cây. 22 quả. Trên kia kìa. Đây là có một cái hang động bằng nước. Trong kia có đi vào được không ta? Úi xồi, trong ấy cũng có cây nhỉ mọi. Sợ thật, ra liều thử vào xem trong ấy có cái gì không rồi. Mà trong ấy cũng có cây thật luôn. Cái đoạn này hút được chứ.
Đây, có thêm quả này. Là 26 rồi. Còn thiếu 24 quả nữa là đâu có thể về được anh em ạ. Thông thường ở trên mấy cái này sẽ có này. Bóng tối à? Ra thử căn xem nha. Ui, ở đâu ra đấy? Là bóng tối lắm, ở đây toàn bóng tối là bóng tối rồi. Chỗ này mình đang muốn khám phá xem ở trên là nó có cái gì nữa không. Hình như không có rồi. Xem nào. Bên này thì có rất là nhiều nhưng mà không có cuộn len thôi. Có cuộn len thì tốt nhưng không có. Đây, trên này có cuộn len anh em ạ. Trên này có cuộn len thật ạ. Ở bên này có bóng tối à. Bên này có bóng tối à. Và rơi thẳng xuống dưới mà không chết à. Bóng tối kia. Bóng tối. Rồi. Trên đấy, trên cao có một hẳn cuộn len. Và trong này sẽ có 4 quả luôn. Nào, hút hết vào, nó sẽ slow hết này. Đấy, đi chưa. Rất là bá đạo luôn. Là cho còn có 3 cái mày á. Vớ vẩn á. Vớ vẩn. Dù bọn này rất là dữ nhưng mình sẽ cố gắng cứu bọn nó nếu có thể. Đấy rồi, tiếp tục là có thêm nữa này. Má ơi, có nữa. Nó cứ xuất hiện nhỉ, nó tự xuất hiện nhá. Không phải là ăn mà nó tự xuất hiện luôn kìa. Rất là kinh nhỉ. Xuống dưới này. Đấy. Dưới này sẽ có cuộn len nữa thì phải. Chỗ này bị ăn sạch rồi. Chỗ này nó bị ăn sạch thành ấy rồi. Có cuộn len thì nhét vào đây thì nó dễ hơn rất là nhiều nhưng không có. Xem bên này. Cứ lấy đủ xong rồi về. Thì thôi. Mấy cái bọn này nó không quan tâm lắm, không cần quan tâm đến bọn này làm gì cả. Ta có là 16 cái nữa ta sẽ có thể về được anh em ạ. Yes. Yes sir. Chúng ta lại vào đây đúng không? Lại quay trở lại đây thôi. Dĩ nhiên. Trong cái hang này rất là đẹp. Kia là sẽ nơi trở về. Thế thôi. Đơn giản nhưng mà rất là dễ hiểu. Làm thế quái nào lên trên này nhỉ? Trên có một con rất rất là to. Đó. Rõ ràng lúc nãy là chúng ta đây. Lúc nãy mình hút xuống rồi mà. Từ từ nào. Anh bạn trẻ. Bình tĩnh. Dừng lại. Không đi đâu cả, nó lăn anh em ạ, nó tự động nó lăn đấy. Dị vãi nhờ. Nào hút lại. Đấy, hút lại. Hút hết lại. Cái kia tự động nó lăn à. Rất là chuối luôn. Rất là chuối cả này. Nhưng không vấn đề gì. Trên này có Saberas. Trên này có Saberas. Trên kia cũng... Trên kia máy ben rồi. Lên không, lên được rồi, chúng ta lên được rồi anh em ạ. À, trên này có cái gì không? Đấy có cái gì luôn. Toàn rau này. Cái quả kia đâu? Không có à? Đây là đi sang bên này luôn được này. Trên này có một con rat, chúng em vừa thấy một con rat rất là lớn. Nhưng mà nó biến đâu mất rồi, không còn nữa. Đây là lối đi về nhà cho chúng ta. Đây là chúng ta 40 quả, mới có 40 quả thôi thì cần thêm 10 quả nữa cơ mà. Chưa đủ. Cái lượng này là chưa đủ. Để tiếp tục đi tìm thôi. Ok. Chưa đủ, lượng này chưa đủ luôn. Đấy, ở đây lại sinh sôi ra rất nhiều con rồi. Kinh đấy. Ở đây sẽ có một đường đi nữa. Ây, tuyệt đối không thấy luôn mấy cái bọn Godo nhỉ. Tại vì nó không có Saber nguyên chất ấy. Kiểu dạng như vậy. Nên sẽ không có Godo luôn. Trên kia có cái đường lên kìa. Mình bay lên bằng mắt. Đố bay rồi đấy. À bay được. À, thì ra trên này sẽ có cái hộp. Tinh tinh. Cho cái gì đây? Cái gì đây? Bọn này sẽ biến thành bóng tối hết. Ôi trời ơi, mình gián tiếp biến rồi. Royal Jelly này. Ok. Cái này làm gì? Royal Jelly. Bọn kia biến thành bóng tối hết rồi. Khổ vãi. Đáng lẽ mình không nên cho nó ăn cái này. Rocho. Có thêm một số thứ là lạ. White Honey và Royal Jelly anh em ạ. Có hai thứ mới cho chúng ta. Cái Royal Jelly là để làm gì nhỉ? Slam Rancher. Cái gì? Cái này giống như kiểu
ở trong cái Bee Swarm Simulator ấy, cũng có cái như thế này, cũng có cái hộp như thế này. Chúng cho trang trí. À, cái này dùng để trang trí. À, cũng được yêu cầu để xây dựng một số cái nhà máy lọc dầu, những cái công cụ ấy, những cái máy để lọc, để có thể đào những cái khoáng sản ấy. Dạng dạng như này, một cái bình Royal Jelly, một cái White Honey nữa, mình chưa biết cái này là cái gì. Chúng ta cần tìm hiểu Slum Rancher. Chúng ta sẽ tìm tới cái White Honey. Đây, đây chính là White Honey. Và xem nó là cái gì nha. Một cái bình mật ong anh em ạ. Mật ong rừng là một nguồn tài nguyên phổ biến dành cho chăn rêu, thu được với một người nuôi ong. Gửi mật ong hoang dã vào nhà máy lọc của phòng thí nghiệm chế tạo các thiết bị khoa học SLAM. À, cái này dùng để chế tạo thiết bị khoa học anh em ạ. Cũng không có gì nhiều. Đó, chính xác như vậy. Toàn là bóng tối các kiểu thôi. Yes, đông thế nhỉ. Đây có cái cửa nhỏ nhỏ để giúp chúng ta có thể về được này. Làm thứ quá nhỉ. Ok, ok baby. Ở bên này thì hết đấy rồi. Mình không thấy có bất kỳ một cái nào nữa. Bên này bóng tối nhiều tối thế. Ok không? Rồi, Saber Phosphor nhìn trông rất là dữ nhỉ. Mà lại dữ thế. Dữ thôi rồi luôn. Chúng ta quay trở lại chỗ này. Và có một cây kìa, phía dưới có một cây. Bây giờ tìm được cuộn len này nữa thì tốt đúng không? Nhưng không có. Không có thôi, không vấn đề gì cả. Đi tí chết, đi nhanh quá. Chắc rồi chóng mặt luôn đấy. Đây, nó vừa nở thêm một cây nữa. Có 41 cây. Kiếm đủ 50 cây là không phải vấn đề đơn giản một chút nào đâu nha các bạn trẻ. Là bóng tối kìa, bóng tối nó xuất hiện liên tục nhỉ. Rất đông ở đằng khác. Cyber bomb. Bình tĩnh nào các bạn trẻ. Đâu rồi, điều rồi. Đây, một quả nữa. Ui, nó vừa nổ luôn kìa. Có ấy không? Có cái đồ chơi không? Không có. Đây, có đồ chơi. Ui xồi, máy thế. Đây là cái lượng năng lượng cuối cùng của mình đấy. Trên kia có một quả nữa anh em ạ. Đây này, trên này có một quả nữa để đang hồi. Đông thế nhờ. Đây đây. Quả từng quả một. Bên kia có một quả nữa anh em ơi. Bay sang sông nào. Ở bắt đầu, bất kỳ đâu có quả là mình sẽ lấy. Đủ 120 quả là ta sẽ mở rộng khu đất mới. Là chúng ta sẽ có thêm chuồng mới đấy. Ngon đấy. À, yes. Có một cái plot, một cái dương. Grow rose. Chúng ta sẽ xem cái này cái gì. Không có đồ chơi nhỉ. Sau này biến thành hết rồi này. Biến thành bóng tối hết rồi này. Xong này, xong này. Saber Hunter. Kinh quá. Cái này sẽ có một cái đường đi đâu này. Đây khá lạ. Mình chưa từng đi đường này bao giờ cả. Hay nhỉ. Thật ra là mình đang ở đâu thì mình cũng chẳng biết nữa. Thật ra mình không biết chỗ mình đang ở chỗ nào luôn. Cái này cái gì đấy? Đường lên đỉnh núi à? Nhìn lạ thế. Có đồ chơi không? Có đồ chơi đâu mà cho vào đây. Không có đồ chơi luôn. Ở đây không có một cái đồ chơi nào luôn đấy. Xong này. Ok, cho trở về nhà. Thì ra trở về nhà. Mỗi ba cái nó sẽ cho một miếng đậu hũ anh em ạ. Nhìn này, đậu hũ xếp cả một đống luôn kìa. Ôi, xếp là gì này. Đậu hũ cay. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Slum Rancher. Bye bye.